Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm đầu xịt Oshima OS45A với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem như thế nào nhé. Trước mặt tôi là đầu xịt OS45A được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ Oshima được dập nổi trên máy. Bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Phần đuôi được làm từ thép không gỉ. Trọng lượng của đầu chỉ nhẹ 13 kg. Pin tông lớn, công suất của máy là 2 HP. Tốc độ vòng quay của máy là từ 1100 đến 1300 vòng phút. Áp lực phun từ 45 đến 55 kg. Lưu lượng nước từ 25 đến 40 lít trên 1 phút. Chi tiết máy thì chúng ta có thể thấy có đế, đầu bơm, thân bơm, chai dầu nhớt và kiểm tra nhớt. Hai đầu gắn bu ly. Ống tre gỡ bỏ. Đầu điều chỉnh áp lực. Đầu hút nước. Đầu xả nước. Đồng hồ đo áp lực. Và cuối cùng là đầu xịt. Và bộ dụng cụ đi theo thì gồm dây hút và dây xả. Bu ly. Đồ lọc rác. Lông đèn và khóa móc chốt. Bộ rong đi kèm. Đầu bơm nước Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưu chuộng nhiều tại Việt Nam. Ngoài đầu bơm nước Oshima OS45A, chúng tôi còn rất nhiều loại máy bơm nước như là OS45, OS35, OS39AS. Vậy còn chờ gì nữa, hãy đặt mua ngay đầu bơm nước Oshima OS45A của chúng tôi để công việc trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.